Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn quay lại với channel Big Let's Eat. Và hôm nay chúng ta sẽ khám phá khu ăn uống tại chợ Bà Chiểu nhé. Chợ Bà Chiểu nằm ở trung tâm quận Bình Thạnh, nơi đây tập trung rất là nhiều khu ăn uống và các món ăn ngon nổi tiếng. Và phải đến chợ Bà Chiểu thì mới thưởng thức gọi là ngon được. Và các bạn cũng yên tâm một điều rằng những địa điểm cũng như là những món ăn mình giới thiệu tại chợ Bà Chiểu đây á, thì nó nằm trong một con đường mà chúng ta có thể là dừng xe lại đó để mua chứ không còn phải là gửi xe tại chợ. Và bây giờ cùng khám phá những món ăn ngon tại chợ Bà Chiểu cùng với mình nhé. Đầu tiên là xôi gà chợ Bà Chiểu vang danh gần xa luôn. Một hộp thì sẽ có giá là 20k đến 25k. Các bạn hãy nhớ đăng ký cũng như là like video của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Gồm có là đùi gà, thịt xá xíu, nước sốt và xôi. Phần đặc sắc nhất của xôi chợ Bà Chiểu là phần nước sốt rất là thơm và ngon, đậm đà. Phần xôi lại mềm, thịt xá xíu thấm vị và đùi gà thì nó giòn ở bên ngoài và mềm ở bên trong. Quả thật là mình ăn cái xôi Bà Chiểu này mình cảm giác là nước sốt quá tuyệt vời. Hàng gì mà cái xôi Bà Chiểu này đã được mọi người biết đến rất là nhiều và được xem đây là món ngon của Sài Gòn mình đáng có thử. Tiếp theo đó là một quán nước rất là dễ tìm tại chợ Bà Chiểu luôn. Ở đây nghe, sao muối lượng hay giá vải? Dạ. Ăn gì sao muối lượng hay giá vải? Thêm một sao muối lượng. Cái này là chuối sáp là chị bán chị chuối nướng đúng không chị? Không, chuối sáp thôi. Là mình là bà bán không thôi đúng không chị? Ăn với nước dừa. Lấy em một dĩa sáp với nước dừa luôn. Dạ có. Cái này là bánh pha lan luôn hả chị? Vậy là người may mắn rồi. Sao? Vậy là em là người may mắn ăn gì cuối cùng rồi. Nhưng mà sao giờ hết đồ rồi.
Dạ. Quay được đâu. Quay là cái gì? 2-3 giờ. 2-3 giờ. Dạ. Đồ để quay. Dạ em cảm ơn. Dạ. Ở đây thì các bạn nên gọi đó là bánh flan, chuối cốt dừa. Ở đây thì họ làm là chuối sáp, ăn rất là ngon. Thường thì người ta sử dụng là chuối nướng, nước cốt dừa. Nhưng ở đây người ta lại dùng là chuối sáp. Về phần nước cốt dừa thì lại là thơm và béo. Chè sâm bổ lượng thì là tươi mát nhưng mà hơi ngọt chút xíu, thì các bạn nên cho thêm một phần đá nữa thì nó sẽ ăn rất tuyệt vời. Còn những mà thức uống, những cái đồ ăn bên trong của ly chè sâm bổ lượng á, ăn đều rất là ok, tươi mát. Và điểm cuối cùng mà phải thưởng thức khi đến chợ Bà Triệu đó là hàng bán bánh Huế. Và giá một dĩa bánh ở đây á, là có tầm giá khoảng là 30k. Và trong một dĩa bánh 30k thì sẽ gồm có là bánh bèo, bánh cuốn, bánh đít tròn, bánh đúc, bánh bột lọc, nem, chả, đậu xanh, đồ chua. Và tất cả đều rất là ngon và tươi mới, không sợ bị ôi thiêu đâu. Phần nổi trội nhất của cái dĩa bánh này chính là phần nước chấm ngon thần sầu luôn. Có thể nó ăn mà muốn húp luôn hết cái phần nước mắm và xin thêm luôn á. Trời ơi, mình chỉ ăn cái dĩa này mà mình chỉ nghĩ trong đầu là trời ơi, chị làm như thế này thì ai chơi lại chị nữa. Thiệt là buồn cho những người bán khác. Và hèn gì chỉ là một gánh hàng rất là nhỏ ở ven đường thôi, nhưng mà khách tới đây đông tấp nập luôn. Với 3 món mình giới thiệu là chợ Bà Triệu, hy vọng sẽ bổ sung thêm cho các bạn nhiều địa điểm ăn uống hấp dẫn khác nữa. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.